chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau ở cái clip bài 21 quan hợp tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu sang cho cô cái nội dung đầu tiên. Một đó là cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. Thì chúng ta biết là lá thì cần nước để chế tạo tinh bột. Nước thì cung cấp cho lá, chủ yếu được lấy từ đất nhờ vào lông hút của rễ. Nước thì được chuyển từ rễ qua lá, lên lá qua mạch gỗ của rễ, rồi vào thân cuốn, rồi vào lá. Và ta cũng đã biết là các cái khoảng trống trong thịt lá thì nó có tác dụng, nó là chứa không khí. Như vậy lá cần chất khí nào của không khí để chế tạo tinh bột? Như vậy thì chúng ta biết này, nguyên liệu cần để chế tạo tinh bột thì người ta đã cho chúng ta rồi, đó chính là nước. Bây giờ chúng ta sẽ cần tìm hiểu cái nguyên liệu thứ hai, đó là một chiếc chất khí. Và chúng ta biết trong không khí thì có rất là nhiều chất khí, như là oxy này, khí carbonic này, khí nitơ này, đúng chưa? Khí carbon oxit này, khí carbon dioxide này, có rất là nhiều các loại chất khí khác nhau. Như vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu xem thử lá cây đã sử dụng chất khí nào để tham gia vào quá trình quang hợp và tạo ra được tinh bột. Rồi, chúng ta có cái tiến hành cái thí nghiệm như sau. Thứ nhất là bây giờ chúng ta sẽ đặt hai chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. Đây, chúng ta có một chậu cây, hai chậu cây. Chúng ta đặt hai chậu cây này vào trong chỗ tối 2 ngày. Để làm gì? Khi mà đặt chậu cây vào trong chỗ tối á, thì cây nó không quang hợp. Chúng ta tìm hiểu ở bài 21 rồi. Mà khi nó không quang hợp được thì nó không tạo ra được tinh bột. Nhưng mà cây nó vẫn còn sống. Cây nó sống thì nó vẫn sử dụng được tinh bột. Chính là tinh bột mà nó đã tạo được trong những lần trước mà nó đang dự trữ. Như vậy khi chúng ta để nó vào chỗ tối 2 ngày thì nó sẽ sử dụng hết tất cả những cái tinh bột mà nó đã tổng hợp được từ trước tới giờ. Như vậy trong vòng 2 ngày thì toàn bộ tinh bột ở phần lá sẽ bị tiêu hết. Sau đó đặt mỗi chậu cây lên một tấm kính ướt. Này, một tấm kính ướt. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai cái chuông. Một cái chuông A ụp lên cái chậu cây A và một cái chuông B ụp lên một cái chậu cây B. Chúng ta đặt lên hai tấm kính ướt này, chúng ta đặt cái chuông này lên để cho không khí từ bên ngoài không có đi vào được, cũng như không khí từ bên trong không có bị thoát ra. Tuy nhiên, trong cái điều kiện thí nghiệm này thì người ta thấy là trong chuông A người ta thêm một cái cốc nước vôi trong. Đây, cốc nước vôi trong. Và cốc nước vôi trong này có tác dụng là gì? Là cái dung dịch này nó sẽ hấp thụ hết khí carbonic của không khí trong chuông. Và đặt cả hai cái chuông thí nghiệm này ở cái chỗ có ánh nắng. Chúng ta đặt cả hai chuông này ở chỗ có ánh nắng. Rồi, sau khoảng từ 5 đến 6 giờ thì chúng ta sẽ ngắt một cái lá của chuông A, ngắt một cái lá của chuông B để thử bằng dung dịch muối iốt loãng. Thì đương nhiên chúng ta sẽ cho nó vào cái nước dung dịch cồn 90 độ. Sau đó chúng ta đun sôi cách thủy rồi chúng ta rửa qua nước ấm. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai cái lá này. Đây, đây là lá của cây ở chuông A và đây là lá của cây ở chuông B. Sau khi mà chúng ta nhúng qua cái dung dịch thuốc thử iốt thì chúng ta thấy đây là gì đây? Lá trong cây ở chuông B thì nó có màu xanh tím đặc trưng, còn lá của cây ở trong chuông A thì nó không có màu xanh tím. Như vậy ở đây người ta hỏi là gì đây? Câu hỏi đầu tiên đó là điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào? Thì rất là dễ dàng nhận ra, đúng không? Đó là trong chuông A có thêm cốc nước vôi trong, còn trong chuông B thì không có. Đây là điều kiện thứ nhất khác nhau giữa chuông A và chuông B. Thứ hai, lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết được điều đó? Thì đương nhiên là thứ nhất đó là lá cây trong chuông A không chế tạo được tinh bột. Vì sao? Vì sau khi chúng ta thử thì nó không có chuyển sang màu xanh tím, đúng chưa? Mà điều kiện thí nghiệm ở cây chuông A khác với chuông B là do cái cốc nước vôi trong này nó đã hấp thụ hết khí gì? Carbonic, và cái nó có một cái lớp ván màu trắng đục đọng ở trên đây này, nó hấp thụ hết khí carbonic. Như vậy từ cái kết quả đó thì chúng ta có thể rút ra được cái kết luận gì? Thì từ cái kết quả này chúng ta có thể rút ra được cái kết luận đó là gì? Đó là lá cây như thế nào này? Chế tạo ra được tinh bột khi có không khí, trong không khí đó có chứa khí carbonic, hay nói đơn giản
không có khí carbonic thì lá cây không thể chế tạo được tinh tinh bột, được chưa nào? Rồi, nhưng mà bây giờ cô sẽ trình chiếu lại các cái câu hỏi trong sách giáo khoa để chúng ta nhìn rõ hơn nha. Điều kiện thí nghiệm của cây chuông A khác với cây chuông B ở điểm nào? Đó là cây trong chuông B thì trồng trong điều kiện bình thường không có khí carbonic, còn cây trong chuông A thì trồng trong điều kiện không khí, không có khí, có khí carbonic. Cây trong chuông A thì trồng bình thường không khí có khí carbonic, à có nhầm đúng không? Cây trong chuông B thì trồng trong điều kiện bình thường không khí có khí carbonic, còn cây trong chuông A thì trồng trong điều kiện không khí không có khí carbonic, vì các khí carbonic này đã bị nước vôi hấp thụ hết. Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Thì lá cây trong chuông A không thể chế tạo được tinh bột. Căn cứ vào kết quả của thí nghiệm sử dụng dung dịch iốt, lá không bị nhuộm màu thành màu xanh tím. Từ kết quả đó chúng ta có thể rút ra được kết luận là gì? Không có khí carbonic thì lá cây không thể chế tạo được tinh bột. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung thứ hai, đó là cái khái niệm về quang hợp. Rồi, khái niệm về quang hợp thì hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột theo sơ đồ tóm tắt dưới đây được gọi là sơ đồ quang hợp. Nước, nước từ đâu mà có? Từ rễ hút từ đất. Khí carbonic từ đâu mà có? Lá lấy từ không khí. Điều kiện còn có ánh sáng, chất diệp lục thì sẽ tạo ra được tinh bột nằm ở trong lá, cụ thể là trong phần thịt lá. Khí oxy là lá nhả ra ngoài môi trường thông qua các lỗ khí. Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp. Như vậy đây chúng ta có thể phát biểu một cách đơn giản là gì đây? Quang hợp là quá trình mà lá cây nhờ có chất diệp lục, đúng chưa? Thì nó sẽ sử dụng gì đây? Nước và khí carbonic và năng lượng từ ánh sáng mặt trời để chế tạo ra được tinh bột và nhả ra khí oxy. Đúng chưa? Thì đó là cái khái niệm đơn giản nhất. Chúng ta có thể nhìn ở trên này để chúng ta nói này. Đúng chưa? Quang hợp, cô nhắc lại, quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục thì sẽ sử dụng nước, khí carbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra được tinh bột và nhả ra khí oxy. Và ở đây chúng ta còn có thêm một cái thông tin nữa, đó là gì? Từ tinh bột cùng với các muối khoáng hòa tan thì lá cây còn chế tạo được nhiều cái loại chất hữu cơ khác mà cần thiết cho cây. Nhưng khi chế tạo những chất này thì lá cây không còn ánh sáng như khi chế tạo ra tinh bột. Như vậy là lá cây chỉ chế tạo ra được tinh bột, nhưng mà nó còn những chất khác ngoài tinh bột nữa thì nó sẽ tự tổng hợp nên mà không cần phải ánh sáng, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem các cái câu hỏi phía dưới sách giáo khoa, xem thử có câu nào khó thì cô giải đáp cho các bạn nha. Câu đầu tiên, lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Rất là dễ dàng, đó là nước và không khí, cụ thể là khí carbonic. Lá cây lấy những nguyên liệu đó từ đâu? Nước thì được rễ hút từ đất, khí carbonic thì được lấy từ không khí thông qua các cái lỗ khí để không khí đi vào. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp, những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp? Thì chúng ta viết cái sơ đồ đó ra thôi, rất là dễ dàng, đúng chưa? Còn những yếu tố được xem là cần thiết cho quá trình quang hợp thì đương nhiên đó chính là ánh sáng và chất diệp lục ở trong lá. Đó là hai cái điều kiện, hai yếu tố cần thiết cho quá trình quang hợp. Câu số 3 được xem là người ta đánh dấu sao là một câu khó đây. Thanh non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng, ví dụ cây xương rồng hoặc là cành dao, thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Và vì sao em biết được điều này? Thứ nhất là những cái thân non có màu xanh thì chúng ta khẳng định là nó có tham gia vào quá trình quang hợp. Vì sao? Vì trong tế bào của nó có chứa các chất diệp lục, đúng chưa? Cho nên nó tham gia vào quá trình quang hợp. Những cây không có lá hoặc là lá rụng sớm thì chức năng quang hợp nó sẽ do thân của cây hoặc là do của cái phần cành của cây nó đảm nhận. Vì thân và cành của những cây này chúng ta thấy thì thường nó sẽ có màu xanh. Ví dụ cây xương rồng thì thân của nó cũng có màu xanh và nó chứa các cái lục lạp và các chất diệp lục, cho nên nó cũng tham gia vào quá trình quang hợp.
Rồi như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt. Cảm ơn các em đã đón xem clip và hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.